toàn thể quý vị khán giả đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm trước thì tôi và anh Tuấn thì cũng đã được cùng với quý vị đi tham quan review sơ qua về công trình của tòa nhà Mark Home Hà Đông có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc. Và ngày hôm nay thì như lời hứa, chúng tôi đã quay trở lại đây rồi và sẽ review cho quý vị toàn bộ công trình này sau khi đã hoàn thiện rồi. Và hiện tại chúng tôi đang có mặt ở tại sảnh chính của công trình này, đúng không ạ? Đây là công trình một trong những trụ sở mới của Mark Home ở khu vực Hà Đông. Nó sẽ là một showroom kết hợp với lại văn phòng làm việc, một trong những nơi để đón tiếp khách hàng ở khu vực Hà Đông để mọi người đi lại nó dễ dàng hơn. Dưới đây thì chúng tôi đã chuẩn bị gần như là gần đầy đủ các sản phẩm để có thể là giúp cho mọi người hình dung ra được cái vật liệu cấu thành ngôi nhà của mình nó sẽ như thế nào. Ngoài ra sẽ có các bạn kỹ sư, kiến trúc sư sẽ tư vấn khách hàng khi mà chúng ta có nhu cầu muốn làm nhà hay là muốn làm thiết kế. Thì Huyền thấy sao về cái tốc độ xây dựng của chúng ta về căn nhà này? Em thấy khá là nhanh ấy. Vừa mấy cái hôm trước khi mà chỉ còn 2 ngày nữa là để khai trương đúng không? Thế vậy mà chúng ta lúc đấy em đến đây thì tất cả đồ đạc vẫn còn đang rất là ngổn ngang. Em đang giữ rất là lo lắng, không biết là có hoàn thiện xong được không. Nhưng mà hôm đấy thì anh Tuấn có bảo là chắc chắn luôn, anh em làm ngày làm đêm túc trực để tất cả. Em không ngờ mà khi em đến hôm khai trương ấy, mọi thứ xong xuôi hết tất cả rồi, vô cùng tuyệt vời. Tòa này thì đội ngũ anh em xây dựng ở Mark Home làm đúng vỏn vẹn là trong vòng 5 tháng. 4,5 tháng là gần như là hoàn thiện xong xuôi hết, xây chát ốp lát, còn lại rơi vào tầm mấy chục ngày thôi, 15-20 ngày là mọi người tổng được hoàn thiện là lắp đặt, lắp ráp nội thất và những cái đồ trang trí mẫu. Thì hiện tại ngoài cái vấn đề thiết kế và xây dựng trọn gói thì Mark Home có thêm một cái hệ thống về phân phối vật tư vật liệu, không những cho những công trình mà Mark Home thi công trọn gói, ngoài ra là cho những công trình mà Mark Home thiết kế làm thế nào là cấp vật liệu một cách nhanh nhất. Thì cái xu hướng của Mark Home là mỗi một tỉnh thành sẽ có một showroom lớn và kết hợp với kho để có thể cấp hàng đến cho quý vị và các bạn một cách thuận tiện. Chỉ cần alo lên thì sau vài tiếng là sẽ có hàng ngay trong công trình của mình thôi. Vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tham quan thử anh nhé. Ok, dạ. Mời quý vị và các bạn và Ngọc Huyền chúng ta đi tham quan từ dưới lên trên lại một lần nữa. Dạ. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Huyền thấy đây là một không gian sảnh đón. Không gian ở đây sẽ có một bộ sofa tiếp khách và phía sau đây sẽ có những cái kệ sản phẩm trưng bày. Đây là một trong những cái kệ bé thôi. Nơi đây thì có gạch, cát, đá, xi sắt đều là loại một hết, đều là loại một để sử dụng ở trong công trình. Hai nữa là sẽ có những cái trang thiết bị đèn chiếu sáng để trang trí. Và phía sau đây là quầy lễ tân của bạn Hân. Bạn Hân rất là xinh xắn và chưa có người yêu. Nếu như mà quý vị nào mà cảm thấy yêu mến, mến mộ bạn Hân thì có thể qua đây để gặp bạn Hân để trò chuyện thôi. Và nhân tiện là ký thêm hợp đồng xây nhà. Phải tiếp tục PR, nhân viên. Đúng rồi, để chống ế. Phía sau đây là thang máy. Thang này hôm trước đã giới thiệu qua nhưng mà mình chưa bóc. Thang này toàn bộ là mang màu vàng, màu logo của Mark Home á. Và được design, đây có khắc chữ, đây là khắc chứ không phải là dán. Design toàn bộ. Toàn bộ bên ngoài thì sẽ ốp đá. Ốp đá tự nhiên hoặc là đá nhân tạo. Thì nó sẽ giúp cho cái thang máy của mình nó sang hơn rất là nhiều. Và đặc biệt ở bên trong cũng rất là rộng. Cabin này nó chịu được tầm 14 người đi lại thoải mái. Phía bên này là những cái trang thiết bị vệ sinh, đều là những cái sản phẩm cao cấp để đưa vào trong công trình. Những cái sản phẩm mới về thì sẽ được các bạn thiết kế của Mark Home, các bạn sẽ bố cục ở bên này. Phía trong này là khu vực nhà vệ sinh. Đấy, chia đôi, một bên nam, một bên nữ. Đó. Có hai cửa. Trong này là nhà vệ sinh.
Đó. Nhà vệ sinh trong này khá là rộng. À, mọi người có thể là đấy, khá là ok. Được nhà vệ sinh được thiết kế rộng rãi như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta cảm giác là thoải mái hơn rất nhiều so với lại đi vào trong cái không gian nó khá là chật. À, bên này là lavabo. À, lavabo đặc biệt là phía sau Huyền, biết là gì không? À, anh nói là cái này hả? Ừ. Trông nó đen thui xấu xí như này, nhưng đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của Mac Home. Ủa? Trong thời gian tới, đây là sàn hộp không dầm. Ồ. À, cái việc mà chúng ta sản xuất được những cái dòng sàn này, nó là một trong những cái cải tiến rất là lớn mà đã được các nước tiên tiến, nước châu Âu người ta đi đầu rồi. À, tức là khi mà chúng ta sử dụng những cái sàn hộp như thế này, thì công trình của chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái cột, cái dầm nào trong nhà. Cái cột sẽ nằm âm hết ở phía trong tường, và đặc biệt là dầm chúng ta sẽ không lo là chạy qua đầu giường hay là không lo là đè lên gia chủ. Đấy là cái việc phong thủy rất là tốt. Và một cái điều đặc biệt nữa là không có một cái cây cột nào trong nhà. À, Huyền, lâu nay em đi em thấy rằng công trình chúng ta tự nhiên ở giữa chúng ta lại có một cây cột. Đúng rồi. Giống như trong công trình này là chúng ta đã áp dụng cái sàn hộp ở đây. Dạ. Thì em thấy là nó không có bất kỳ một cây cột nào, mặc dù khẩu độ chúng ta là 10 mét ngang. Dạ. Đấy, 10 mét chiều ngang thì cái việc mà chúng ta áp dụng cái này đồng bộ trong cái công trình mà chúng ta thi công chọn gói ấy, nó sẽ giải quyết được vấn đề không gian rất là mạnh. Đấy, và dĩ nhiên là chắc chắn là không có khách hàng nào người ta sẽ phàn nàn về yếu tố tự nhiên trong nhà mình lù lù trong một cái cột nằm ngay giữa phòng khách. Cho em xem qua một chút. Ôi, nhưng em đang thắc mắc nhá, tại sao nó chỉ được làm bằng nhựa thôi mà sao nó có thể là chịu cái tải trọng lớn như thế? Chất liệu nhựa này là chất liệu nhựa rất là cứng, và hai nữa là nó là dòng chuyên dụng để có thể mà chịu tải trọng. Dĩ nhiên là cái nhựa này không phải là một mình nó chịu được, mà nó phải kết hợp với sắt và bê tông rất là nhiều. Đặc biệt là cái sàn của chúng ta khi đấy là chúng ta sẽ sử dụng hai lớp sắt. Hai lớp sắt trên và lớp sắt dưới, và cũng như tại sàn bình thường thôi. Nhưng mà tuy nhiên là nó có sử dụng những cái hộp như thế này để cho cái khối bê tông của chúng ta nó sẽ trải đều ở phía trên này. Nhưng mà tuy nhiên bên trong nó sẽ là giống, nó không có bê tông. Và kỹ thuật và cái độ chịu nén, chịu lực nó còn tốt hơn cả sàn kết cấu bình thường. Bây giờ thì các nước phương Tây thì hầu hết là người ta sử dụng cái sàn không dầm này rồi. Thì Việt Nam mình trong một vài năm trở lại đây cũng đang ứng dụng rất là nhiều, và Mac Home cũng luôn luôn đi tiên phong để tìm kiếm những cái vật liệu mới. Ở đây khẳng định quý vị và các bạn là do trực tiếp Mac Home sản xuất ra. Sàn hộp ở phía bên trên có logo đầy đủ của Mac Home, và Mac Home cũng sẽ cung cấp cho những đơn vị đối tác thiết kế khác, chứ không phải là sử dụng một mình ở trong Mac Home. Dạ. Thì phía bên này là lavabo. Lavabo kết hợp với lại tủ để đồ trong phòng tắm. Một em bộ này, chi phí của nó dao động tầm khoảng 8 triệu. 8 triệu một bộ. Một bộ đã đầy đủ hết, là gương trên, gương dưới, tủ nhựa. Tủ này là dòng siêu chịu nước rồi. Em trong phòng tắm nó vấy nước thoải mái. Ừ, nó bằng nhựa. Chất liệu là gỗ nhựa. Bên này là vòi tiểu nam đứng. Thì trong những công trình nhà dân thì như tôi đã nói với quý vị các bạn rồi, chúng ta hãy nên sử dụng tiểu đứng. Bởi vì sao? Bởi vì cái bồn cầu nó chỉ là giải quyết vấn đề chúng ta khi nào chúng ta buồn quá thôi. Còn về trong những cái không gian chung như thế là phòng khách hay là trong những nhà vệ sinh chung thì chúng ta nên lắp thêm những cái tiểu nam này, nó sẽ rất là thuận tiện và nó sẽ cảm giác là chúng ta nó thoải mái hơn là chúng ta cứ phải mở nắp bồn cầu lên chúng ta đi. Đây, và đằng sau đây, nhân vật chúng ta đã nhắc là rất nhiều trong tất cả những video của Mac Home. Đây là sơn cao cấp của Mac Home. Thì với Mac Home thì chúng tôi đã sản xuất sơn bột bã chống thấm của hơn 10 năm rồi, và đã sử dụng cho hàng ngàn công trình. Đến đây tôi không thể nhớ là trong cái cuộc đời làm nghề của tôi là đã sử dụng bao nhiêu công trình sử dụng sơn Mac Home. Nhưng mà có một cái điều là bất kể khách hàng nào người ta cũng có lời khen cho sơn Mac Home rất là tốt, đặc biệt là dòng sơn cao cấp, dòng sơn mà chuyên sử dụng để lau chùi, chống bám bẩn, chống lau chùi tốt ở trong nội thất. Còn bên ngoài thì chúng ta cũng thấy được cái độ màu sắc từ thiết kế ra thực tế nó luôn chính xác. Đấy là cái điều khác biệt giữa Mac Home với các đơn vị khác. Huyền có thấy là các đơn vị khác là người ta sẽ đi ra bên ngoài cửa hàng, người ta mua sơn và người ta nhờ các đơn vị đó người ta pha thì dĩ nhiên nó không chính xác màu được. Dạ. Màu của chúng ta đang là màu xanh, nó tự nhiên ra bên ngoài nó lại trở thành xanh da trời, hoặc xanh cova hay là xanh đậm. Nó không đúng với lại cái màu sắc mà trong thiết kế mà các kiến trúc sư chúng ta đã lựa chọn màu. Nhưng mà với sơn Mac Home này khác hoàn toàn. Sơn Mac Home thì chúng ta như thiết kế như thế nào, ra thực tế nó sẽ y chang như vậy. Có
Có nghĩa là trong khi mà mình thiết kế ấy, thì các kiến trúc sư của chúng ta đã định sẵn rồi là mã màu bao nhiêu rồi. Đúng rồi. Thì khi mà chúng ta bắt đầu ra thực tế công trình, chúng ta chỉ cần là đấy, chọn cái mã màu thế thôi. À, gõ trên máy thôi, và máy tính nó sẽ là khớp giữa khâu thiết kế và khâu pha màu. À, cái này thì chỉ có một mình Mark Home hiện tại mới làm được thôi. Và các đơn vị khác người ta chưa đủ năng lực, chưa đủ tiềm lực để người ta làm. Vâng. Mời quý vị các bạn chúng ta xuống khu vực tầng hầm. Ở trên này có một cái điều đặc biệt là chúng ta sử dụng cái vách kính cường lực này, chạy dài. Đấy, chạy dài hết 10 mét. Dạ. Đấy, Huyền thấy được nó sẽ rất là sáng, đặc biệt đi bên ngoài đường, chúng ta thấy toàn bộ khâu sâu zoom bên trong lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng, tràn đầy ánh sáng. Đấy, sở thích của anh là anh thích sáng. Vâng. Các nhà hay là sâu zoom hay là văn phòng lúc nào phải tưng bừng ánh sáng lên. Phần trần chỗ này thì mình sử dụng một cái điều hòa âm trần. À. Đó. Và các cái phần ánh sáng. Chúng ta đi từng tầng nhé. Mời rồi. Huyền với quý vị của bạn. Thường là những nơi lớn. À, đây là không gian hầm. Đó, mời Ngọc Huyền với quý vị của bạn. Hầm ở dưới đây thì khá là rộng, có thể đậu được 2 con xe, thậm chí là 3 xe. 3 xe ô tô. À, bên này là khu vực phòng cháy, chữa cháy. Cái này thì anh yêu cầu đơn vị thợ làm rất là chuẩn chỉ. Và hai là mình cũng dành rất nhiều tiền vào cái việc mà an toàn cho các anh em công nhân đang làm. Nguyên một cái hệ thống này là gần 500 triệu. Gần 500 triệu là chúng ta có sẵn cái đầu ra bên ngoài tòa nhà. Là lúc nào chúng ta cũng có thể lấy được nước, và đặc biệt là vòi báo cháy tự động và vòi phun ở trên trần. Thì tất cả đều đầy đủ hết, và máy bơm ở đây là máy bơm chuyên dụng. Máy bơm chuyên dụng. Và được kiểm nghiệm khá là ok. Nguyên tầng hầm ở dưới thì chúng ta thấy là rất là rộng rãi. Em thấy là một tòa nhà đầu tư vô cùng lớn, không chỉ là về cái thuận tiện trong việc sử dụng, chúng ta còn đảm bảo an toàn mọi nhân viên nữa. Đúng rồi. Mời Huyền cùng quý vị các bạn chúng ta lên tầng 7 đi. Tầng 7 ạ? Ừ. Huyền cùng quý vị các bạn để ý bức tranh con hạc. Đây là đôi hạc vàng. Một trong những bức tranh phong thủy rất là tốt, được thầy phong thủy lên ý tưởng sơ bộ, và đây anh yêu cầu đội thang máy làm đúng như thế này. Dạ. Ừ, nó cũng khá là đúng ý của anh. Và trong nội thất trong thang này cũng toát lên một cái màu vàng. Màu vàng thì nó giúp cho mình một cái gì nó liên quan đến cái thịnh vượng. Liên quan yếu tố thịnh vượng nên là anh rất là thích màu vàng. Đặc biệt là logo rồi là đồng phục của các anh em công ty cũng là màu vàng. Toàn bộ là màu vàng. Bên trên này chúng ta bật điện một chút. Trên này thì có phòng tập luyện võ cho toàn bộ các anh em mà buổi trưa muốn tập luyện. Dạ. Trên này thì các anh em sẽ có một bạn chuyên về đào tạo võ. Đấy, Huyền. còn nhảy dây nữa này. Có. Đây. Đó, Huyền. À. Đâu? Đây, đeo găng tay vô. À. Thử nha. Ừ. Ấm ấy. Thế này à? Không. Đáng nhẽ phải tay thế này chứ nhỉ? Ờ, ok. Đây. Đó. Thì đây là phòng tập võ cho các anh em ở trên tầng 7, rất là thoáng và mát. Thì dạ. Trên này thì bao gồm một bàn bia, rồi sau này lắp thêm một pin lắc, rồi bóng bàn với thêm một số cái máy game. Đấy, mọi người lên như này tập luyện. Ôi, em không nghĩ là ở trên này đầu tư như thế này đâu anh ạ. Đấm thế này nhưng mà mệt lắm đấy. Thế thật, đúng quý vị các bạn mà chỉ cần tập 30 phút trên này là đúng rồi, phải bằng mình đi ra chạy đá bóng. Nó cũng giúp cho các anh em buổi chiều có thể là giao đấu cùng với nhau. Giao đấu. Nó nâng cao sức khỏe hơn. Nói chung là không chỉ chú ý vấn trong những giờ làm việc căng thẳng ấy, thì mình còn rất là chú ý đến vấn đề tinh thần cũng như là vui chơi như của nhân viên nữa. Ôi, ở đây có bộ massage này. Đúng rồi, đây là bộ ghế massage. Thì văn phòng nào của Mark Home nó sẽ có ghế massage, có bàn pizza hay là có những cái khu vực chơi game. Thì đối với là anh quan niệm ở trong công ty là chúng ta phải xem là công ty như thể gia đình thứ hai thì anh em nó mới gắn bó lâu dài được. Và hầu hết các anh em đã vào Mark Home thì đến thời điểm hiện tại cũng chưa thấy ai là muốn đi cả. Đấy, nên là các anh em đã khi mà đã làm việc Mark Home này đều luôn cảm giác là đây là một ngôi nhà thứ hai của mình. À, phía bên ngoài này là sân như hôm trước anh nói đấy. Rèm hai lớp quý vị nhá. Rất là xịn sò. Bên ngoài đây thì có cây. Hôm nay có cây rồi anh.
Đó. Ôi, sung biểu hiện là sự ở đây thì cây này đang ra trái này, hôm trước đến là chưa có trái, hôm nay dạ. là trái sung phê này. Vâng. Đó, có mỗi cái lá này không có người tỉa tót đi, hôm sau phải nhắc ông bảo vệ là tỉa bớt, tập để ý để tỉa tót. Bên này là cây ổi. Cây ổi. Cây ổi này khi mà có quả chắc ngon lắm. Ở đây có thể trồng được rau. Đúng rồi, em thấy trồng rau cải. rau cải trên này. Ở kia thì sẽ một cái khế nữa. Đứng trên này nó rất là mát, đứng trên này rất là thoáng, bởi vì không gian trên này là không gian mình muốn làm cho một cái không gian mở cho các anh em có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng ở ngoài này. Vâng. Sắp tới mình mang hai cái bộ bàn ghế ra ngoài kia nữa là đúng hợp rồi. Lý. Cho hai bộ bàn ghế sắt ra bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống tầng 6. Đây mời Huyền với quý vị và các bạn, đây là không gian tầng 6. Không gian tầng 6 thì hiện tại thì anh em mới setup xong văn phòng cho mọi người làm việc ở đây. Dạ. Thì ở đây sắp tới sẽ full các anh em thiết kế ngồi ở dưới này. Vâng. Đó. Ôi, công nhận là một cái không gian văn phòng cảm thấy vô cùng hiện đại và xịn sò. Không gian ở đây thì toàn bộ là full vách kính. Dạ. Bên kia đồ ăn, đồ uống thì không nào đẹp ghê. Ôi. Tên tên. Đó. Đây là tủ mát cho các anh em ăn uống. Dạ. Ở bên này bàn ngồi tiếp khách, có thể khách hàng lên trên này sẽ có anh em tiếp ở trên này. Vô cùng rộng rãi luôn. Em cảm thấy là văn phòng bên này rộng thật. Bên này rộng hơn văn phòng ở Linh Đàm của mình. Dạ. Bên này đảm bảo là vài trăm người ngồi thoải mái. Vài trăm người ngồi. Ừ. Đâu ở giữa các tầng rồi mà, giữa các tầng cũng đang trống như thế này. Dạ. Em thấy là còn trống 3 tầng đúng không? Ừ, còn trống. Tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Ừ. Rồi, mời quý vị và các bạn chúng ta xuống xem tầng phía dưới. Dạ. Em thấy là để ý trong máy này nhá, trên phần trần này cũng vẫn có hệ thống đèn nhá. Ừ. Trên trần ấy là họa tiết riêng. Nhưng mà em chưa hiểu họa tiết này nó là ý nghĩa gì. Họa tiết là đàn cá. À đàn cá ạ? À? Ừ. Ôi. Đàn cá là cái điệu. Đàn cá quý vị ạ. Chắc nó hơi chủ tượng này tôi không biết. Đó, ở đây là không gian showroom trưng bày sản phẩm. Rộng thế nhở? Vô cùng đẹp và hiện đại. Đây là có một số dòng như mái ngói. Ngói thì sắp tới Mắc Hôm mình cũng sẽ sản xuất ra cái dòng vỉ kèo riêng, vỉ kèo siêu nhẹ riêng của Mắc Hôm. Dạ. Bởi vì đa số đến 90% các công trình của chúng ta làm nó liên quan đến mái ngói. Bởi vậy là để mà sản xuất ra được những cái dòng mà ngói chuyên biệt hay là những cái dòng mà cái màu sắc ngói của chúng ta nó phù hợp với lại thiết kế của chúng ta. Đấy là một trong những cái sự nghiên cứu rất là lâu năm của ban lãnh đạo công ty. Làm thế nào mà cái sản phẩm mình ra nó phải đúng như trong thiết kế cơ thì nó mới là phù hợp. Chứ còn nếu chúng ta đi ra ngoài chúng ta lại thuê những đơn vị khác làm, người ta sử dụng các vật liệu khác, màu sắc khác thì tự nhiên thiết kế chúng ta lên nó cảm giác không đúng. Không đúng thì chủ nhà sẽ cảm giác là không khoái. Ở bên này có một cái hệ tủ bếp, một hệ tủ bếp mẫu. Đó. Đấy, hút mùi. Đó, ở bên đấy thì có giá giá đệ bát. Sẽ lắp một cái giá trong này đúng không? Ừ. Đặc biệt giới thiệu với Huyền, đây là cái dòng cửa thông phòng. Cửa thông phòng này là cửa nhựa composite. Ừ, cửa nhựa composite của Mắc Hôm. Đấy. Hầu hết bây giờ là các cái phòng thông phòng của Mắc Hôm này anh đều sử dụng cái dòng cửa thông phòng này. Dạ. Và do trực tiếp mình sản xuất ra. Thì cái việc mà chúng ta áp dụng những cái dòng cửa thông phòng này nó sẽ giúp cho công trình chúng ta nó sang trọng hơn. Dạ. Nó ấm hơn là so chúng ta sử dụng là cửa nhôm hệ như trước đây. Đó, Huyền thấy vân nó rất là đẹp. Nó không khác gì với gỗ tự nhiên cả. Đúng rồi. Và đặc biệt thì em thấy ở đây nó còn có cái tác dụng là cách âm rất là tốt. Chính xác. Những cái dòng cửa này nó chống cháy lan được cơ. Và nó không bị mối mọt. Cái khu vực bên này cũng thế. Đó. Vậy thì em thấy là nó khá ưu việt so với chúng ta sử dụng hệ cửa gỗ đúng không? Đúng rồi. Nó rất là ưu việt và được rất nhiều người yêu thích khi chúng ta đi làm. Thật sự là sang này, không có kém gì cả với gỗ tự nhiên luôn. Đúng rồi, nó giống như màu gỗ cánh gián, màu gỗ sổi.
Bên này là một số những dòng thiết bị. Vòi sen. Ôi. Vòi sen này hơi bị xịn xò luôn anh. Ừ. Nói chung là về các sản phẩm của Mac Home thì chúng tôi trải qua nhiều công trình rồi. Dạ. Nên là mình biết được những sản phẩm nào tốt, mình tư vấn với khách hàng để sao cái ngôi nhà của mình làm cho khách hàng nó được trọn vẹn. Chọn lựa nhất. Nhưng mà để em hỏi chút, mấy cái hệ thống vòi sen như thế này có đắt không? Cũng không đắt, nó chỉ rơi vào tầm cả 6 triệu, 8 triệu một bộ thôi. Hình như là cái chỗ kia kìa, giống cái nhà của anh đúng không? Đúng rồi, cái này thì nó rơi mười mấy triệu một cái. Mười mấy triệu một cái? Ừ, nó bao gồm cả massage, cái chế độ. Em thấy là em để ý nhà anh phòng nào cũng có cái đấy. Nhà chủ tịch có khác làm không? Làm nhà mình ưu tiên nó cầu kỳ hơn chút. Đây là vòi rửa bát. Đó, hệ thống vòi rửa bát. Hầu hết bây giờ là chúng ta sử dụng là vòi 2 khoang hoặc 3 khoang rồi. Dạ. À, và kết hợp thêm rất nhiều những cái phụ kiện. Ồ, rất là nhiều phụ kiện đi kèm luôn đấy. Cái này là inox 74, ví dụ đây là 3 khoang này. Đấy, bên này thì có thêm một số những cái khay thớt. Đấy, vòi. Đấy, vòi kết hợp với lại khay thớt. Anh, cái này nó có sơn, chắc là nó sơn tĩnh điện ngoài không? À không, cái này là bằng chất liệu này nó giống như kiểu gang ấy, bằng chất liệu bằng gang. Bây giờ thì cái dòng nhìn này nó hiện đại hơn, xịn hơn. Nó có nhiều chất liệu. Inox 304 thì lâu nay chúng ta dùng rồi. Inox 304 là một trong những cái chất liệu mà đa số những cái hãng người ta dùng. Bây giờ nó có thêm những cái dòng bằng bột đá, bột đá cũng có. Dạ. Và bên này là những cái chậu. Chậu rửa mặt. Chậu rửa mặt, nổi. Rất là nhiều mẫu mã. Ở đây bảo hành tận 30 năm. Bảo hành thoải mái. Bởi vì hàng lúc nào trong kho mình cũng có, nên là mình sẽ bảo hành với khách hàng là khá là dài. Bên này là một số những cái bồn tắm nằm. Đó, như cái này Huyền nằm thoải mái. Nhưng mà anh này chắc nằm không vừa. Như bên này thì mình nằm thoải mái hơn này. Đó, nó rộng hơn. Đó. Đấy, như vậy là ngày hôm nay thì tôi cùng với Ngọc Huyền đã vừa giới thiệu lại như quý vị các bạn lại cho Zoom. Thì trong 1-2 tuần tới sẽ đầy đủ hết những vật tư vật liệu của Mac Home ở trong này. Thì chúng ta sẽ review lại một chút nữa, và hai nữa là những nhân sự để chuyển xuống đây công tác. Thì chúng ta sẽ review lại một lần nữa, nó sẽ đầy đủ hơn và sẽ trông nó sẽ lung linh hơn rất là nhiều. Và lúc đó thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái số mà dành riêng các thiết bị nội thất để chúng ta giới thiệu đây. Chúng ta sẽ giới thiệu riêng những cái tính năng ưu việt của những sản phẩm do Mac Home tự chủ động sản xuất ra nó sẽ như thế nào. Và quý vị thân mến ạ, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng đi khám phá và review xung quanh của văn phòng của Mac Home có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, Hà Đông. Vậy thì quý vị nghĩ sao về cái văn phòng này ạ? Hãy là bình luận ở ngay phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình ở đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào. Hình của ngôi nhà đấy, một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt. Quả thật là với những căn nhà của miền Tây thì em thấy cái vui. Ở đâu vậy? Lại đi một xíu để cho anh.